Xin chào cả nhà. Chào mừng quý vị lại quay trở lại với video của Trung tâm Nhạc cụ Hạnh Phúc. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 4 tháng 11 năm 2019 dương lịch. Ngày hôm nay Trung tâm Nhạc cụ Hạnh Phúc làm cái video nêu tên tất cả những người mà bom hàng của Trung tâm Nhạc cụ Hạnh Phúc. Bom hàng nghĩa là gì? Có nghĩa là những người này đã đặt hàng tại Trung tâm Nhạc cụ Hạnh Phúc cho địa chỉ, thông tin địa chỉ rõ ràng và em đã đóng gói hàng, bao bọc tất cả mọi thứ. Mất công đem ra bưu điện gửi này, chi phí tất cả mọi thứ, xăng dầu, tiền cước, vận chuyển, tiền thu, phí hộ, tất cả mọi thứ là giao đến khách hàng thì mới tính tiền. Nhưng những cái khách hàng này toàn là khách hàng lớn tuổi thôi, nhưng thì lại làm ăn rất là trò mèo như trẻ con. Đấy, đặt hàng xong thì bưu điện giao tận nhà này, lấy lý do lọ, lấy lý do kia để là không lấy hàng của Trung tâm Nhạc cụ Hạnh Phúc. Đấy, toàn là những bác cũng có tuổi rồi. Đấy, cũng là nhiều tuổi. Đấy, đáng ra là để cho những người khác thì người ta gọi tôn trọng mình, người ta nhìn vào người ta tôn trọng mình là một người có tuổi để các lớp trẻ người ta học hỏi, người ta noi theo. Thế nhưng những người này, nói thật thì các bác là chúng ta khinh thường. Chúng ta này phải nói là những cái hành động như này thì chúng ta sẽ khinh thường những người này, quý vị nhé. Đấy, họ làm kiểu trò mèo như thế này thì chúng ta cũng không có cái gì để mà họ không có cái gì để xứng đáng để chúng ta phải tôn trọng người ta cả. Đó, nếu người ta là người đàng hoàng, người có tâm á, cho dù mình đặt hàng rồi thì mình cũng phải lấy hàng cho người ta. Người ta đã mất công giao tận nhà cho mình rồi thì mình phải lấy hàng cho người ta, các bác nhé. Đấy, nhưng mà toàn là những bác lớn tuổi thôi. Đó, mua bán thì không có tâm chút nào cả. Em là người thật việc thật, không lừa lọc gì ai cả. Đấy, tất cả những cái này thì bây giờ em sẽ bóc ra em test cho quý vị nhá. Bác nào nói là hàng của em lỗi, bây giờ em làm video thực tế, em bóc em test luôn. Đây, vẫn nguyên đai, nguyên kiện, bưu điện gửi về như thế nào. Đây, băng dính vẫn dán đầy đủ đây, tất cả tem mác này. Đây, ở đây nhá, đây là người nhận là bác Tô Thanh Nho, thôn Đắc Bà Rí, xã Lâm Địa, Lâm Đít, huyện Ca Rông, tỉnh Đắk Nông. Đấy, số điện thoại đây 0985035493, mạch đàn bầu. Đấy, mạch đàn bầu, bác ấy bảo là mạch của em bị sôi, bị u, bị dè. Thì bây giờ em sẽ làm video bóc ra xem là bác ấy, bác mở to mắt ra bác xem giúp em nhá, bác Tô Thanh Nho nhá. Đấy, bác mở to nha mắt bác ra bác xem giúp em là hàng của em có bị u dè hay không. Đấy, rồi bác phát biểu hả? Mình là người lớn thì nói làm sao để cho lớp trẻ người ta còn tôn trọng mình, người ta nhìn vào mình, đấy, người ta còn học theo. Đó, còn các bác ấy già rồi, có tuổi rồi, các bác hành động kiểu như này á không đáng được để người khác tôn trọng. Còn đặc biệt là ông Vũ Quân Trường này, đó, tổ 1 ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước nhá. Của bác này á có một cuộn dây có 70.000 thôi mà em bao ship rồi, tính tổng thể nha là nó rơi vào 100.000 bao ship, mà bác ấy cũng xù hàng của em chuyển đến tận nhà rồi. Bác ấy bảo là tôi chờ không thấy giao hàng ấy là tôi mua cái khác và tôi không lấy nữa. Lật các bác nhá, nó phụ thuộc vào đường đi, đường giao của bưu điện thôi. Đấy, các bác bảo 4 ngày không thấy đến thì tôi đi mua cái khác, thì làm sao mà em chắc chắn được là 4 ngày không? Nó do phụ thuộc vào bưu điện, nhân viên bưu điện họ giao. Đấy, em bán hàng cho bác là chuẩn, là hàng cho bác là trong video như thế nào để em bán cho bác chuẩn như vậy. Thì các bác đặt hàng các bác cũng phải chuẩn như em, đặt là phải đấy. Nhưng các bác đừng có lấy lý do là sau 4 ngày tôi không thấy có là tôi đi mua cái khác. Thì các bác ấy nói cái lý do đấy là nó quá là vớ vẩn. Các bác đặt hàng các bác phải mua, các bác phải lấy, nhận hàng cho em nhá. Bác Vũ Quân Trường nhá. Đấy, em đưa cái video này lên các bác xem này, địa chỉ của những ông này nhá. Và lần sau chúng ta sẽ tránh những ông này ra, không đáng nên để chúng ta tôn trọng những ông này làm gì cả, không cần thiết. Và đây là một cái USB của anh Quang Nguyễn, lô 2 tổ 8 đường Trần Hoàn, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng. Số điện thoại đây. Đó, thì bác này ở trên này nhân viên bưu điện là có gọi tận mấy ngày đấy, họ có ghi đấy. Đấy, ngày 21 tháng 10
lúc 9 giờ này, 22 tháng 10 lúc 9 giờ này, 23 tháng 10 gọi 3 lần rồi, không liên hệ được. Đó. Không liên hệ được. Có cái USB có 300.000 thôi. USB có 300.000 thôi. Ở đây. À, có một quyển sách học đàn có 50.000 thì cũng chả to tát gì cả. Có 50.000 đấy. 50.000 thôi, không có gì là to cả. Đấy. Đây là của anh Nguyễn Đình Thuận. Nguyễn Đình Thuận này. Này. Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Này, ở Bình Thuận, anh Nguyễn Đình Thuận ở Bình Thuận. Số điện thoại của anh đây. Có quyển sách học đàn nó ra nó có 50.000 thôi mà nhân viên bưu điện gọi đây họ ghi rõ luôn này. Khách hàng nói khách hàng hẹn tới nhà nhận đấy nhưng không thấy đâu, không thấy đến này, gọi lại không thấy nghe đấy. Những cái hành động của các bác là đặt hàng của em nó không đáng bao nhiêu, có 50.000 bạc thôi, 100.000 bạc thôi mà các bác cũng lấy lý do để các bác bùng hàng của em. Tự nhiên là bây giờ em quay lại mất tiền cước, mất cái tiền cước thì thà cái này em cho các bác luôn. Bây giờ tự nhiên em mất 50.000 cái quyển sách này, tiền cước này. Cái này em cũng mất 60.000 này. Đấy, cái này em gửi nhanh này. Cái này em gửi nhanh này, gửi nhanh này. Đây. Cái này gửi nhanh này. Bao ship luôn. Đấy, gửi nhanh lại bao ship luôn của ông Tô Thanh Nho này. Đó, cái này mất gần 100.000 tiền cước. Đúng không ạ? Cái này mất gần 100.000 tiền cước. Không đáng bao nhiêu cả. Ông Tô Thanh Nho nhá. Đấy. Này. Còn ông Vũ Quân Trường này. Ông này cũng rất là khốn nạn luôn. Đó. Già rồi. Tại làm sao mà nói là phải chuẩn. Bây giờ em bán hàng cho các bác chuẩn thì các bác cũng phải chuẩn như em. Nhưng các bác cứ hành động như này. Có tiền tiền thu có 100.000 bao ship rồi. Tổng thể bác thanh toán có 100.000 thôi. Mà bác cũng xù hàng của em. Các bác không xứng đáng để mà người khác tôn trọng các bác nữa. Những hành động của các bác ấy. Bây giờ em sẽ làm video em bóc cái mạch đàn bầu ra, mạch điện đàn bầu mà gửi cho ông Tô Thanh Nho nhé quý vị nhé. Đây, em bóc cho quý vị xem. Đấy. Nguyên tem nguyên hộp như này của bưu điện gửi về rồi, vẫn nguyên tem nguyên nguyên hộp như này nhé, chưa bóc ra đâu. Đấy, băng dính của dán với nguyên tem nguyên bản như này. Đấy, ông bảo là mạch của em bị ù rè, ông nghe cắm ở đàn của ông ù rè, mà trong khi đó là em test của em và bên em đang em cam kết là mạch của em là ngon lành, không ù rè, đã khẳng định với ông ấy rồi, thì đã cũng đã cả làm cả video luôn để cho ông ấy là làm theo. Đấy. Sau đấy lúc ông nhận ông bảo là mạch dè lắm, chả dùng được, dè hơn của mạch của ông ấy. Còn em là làm ra mạch rồi, sản xuất ra mạch rồi mà ông ấy kiểm chứng tất cả mọi thứ rồi. Đây. Một chiếc mạch đàn bầu này. Một chiếc cùng nguồn đây. Đấy. Nguồn đây nhá. Mới đét luôn đúng không? Cái phụ nguồn này sẽ cắm vào ổ điện này, rồi chúng ta cắm chân nguồn vào đây, mạch điện chuẩn chuẩn nhá, vừa bóc hộp với mạch điện nhá. Đấy, đúng mạch chuẩn gửi cho ông Tô Thanh Nho đây, chân nguồn cắm đây rồi. Tạm thời chúng ta chưa bật điện á. Đấy, bật điện thì đèn nó sẽ sáng lên, lát nữa chúng ta sẽ bật. Bây giờ chúng ta sẽ dùng một cái loa nén như này đây, một con loa nén nha, đã có ổ cắm sẵn lên rồi. Đây là một cái dây hai đầu 6 ly của em. Rồi. Một đầu cắm vào loa này. Đấy, đầu ở trên mạch này cũng ghi nữa là loa nén. Đã ghi rõ là ở sơ đồ mạch ghi rõ như vậy rồi. Cắm vào đây. Đầu tiếp theo chúng ta dùng hai cái dây như này. Đã cắm vào đây. Một đầu chúng ta cắm vào cái ổ của mô bin như đàn bầu như này, một đầu này chúng ta cắm vào
cái ổ mà em ghi sẵn ở đây là ghi là mô bin này. Cái này chúng ta có thể nhả mối hàn chúng ta gắn trực tiếp vào mô bin cũng được, còn nếu chúng ta làm cái này cũng được, chúng ta để bên ngoài cơ động bên ngoài nhé. Là cắm vào như này rồi, bây giờ chúng ta bật khởi động nguồn này đấy. Có một tiếng rè ù nào không ạ? Quý vị nghe giúp em có tiếng rè ù không ạ? Đấy nhá, em bật volume như nhá. Đây, bật volume lên hết cỡ luôn, hết cỡ luôn này. Đó, quý vị nghe giúp em có tiếng đàn bầu kêu chưa? Im re như này, báo kêu là mạch của em bị re, bị rú đây. Đấy nha, em chĩa thẳng hoa vào máy quay cho các bác xem luôn. Đây, các bác nghe giúp em xem có tiếng ù re nào không ạ? Có tiếng gì không ạ? Nho nhá, ông Tô Thanh Nho, ông đặt hàng của tôi, ông lấy lý do là mạch của tôi là bị re, bị rú, và tôi thử lại cho ông, tôi về tôi làm video thử lại cho ông thực tế luôn, mọi người thấy nhá. Đấy, ông già rồi, xứng đáng để người ông có những cái hành động làm sao xứng đáng để người ta còn tôn trọng ông, còn ông những cái hành động như của ông á, đến trẻ con nó khinh thường, đừng có nói là. Bây giờ chúng tôi bán hàng, chúng tôi đóng hàng, tất cả mọi thứ uy tín chất lượng cho khách hàng sử dụng, mong muốn là nhu cầu đến người dùng làm sao mà có được những sản phẩm tốt. Bây giờ không có những cái hành động không ai chấp nhận được. Đây, ông Vũ Quân Trường nhé. Đây, gửi em Vũ Quân Trường, có nhiều nhận gì đâu, có 100.000 thì còn bao ship cho ông nữa. Thế là bây giờ ông bùng hàng của tôi, tiền hàng quay về thà tôi cho ngay ông cái này, tôi đỡ phải mất tiền làm gì cho nó mất việc đây. Nhiều nhận được đâu. Ý hàng nhưng mà cũng bùng hàng. Có mấy bộ dây hai đầu thống ni, một đầu 3.5, em bán cho bác ấy có 70.000 cái dây này đó, tính 100.000 coi là bao ship luôn, mà ông ấy cũng cùng hàng đó. Đấy, ông Vũ Quân Trường, mày ông sơi chứ. Già rồi, có những hành động để người khác người ta được tôn trọng. Đây ạ, USB đây. Mời các bác. Có 300.000 USB. Quyển sách tự học đàn organ ở nhà. Có 50.000 quyển sách. Nóng bom của em.
Rồi. Như vậy là vừa rồi em làm video đưa tất cả những cái bộ mặt của những cái khách hàng chây bữa đặt hàng tại trung tâm Hồng Phúc như bom hàng nhá các bác nhá. Thì các bác nào mà gặp những khách này thì á, các bác là nên tốt nhất là nên tránh khỏi giao dịch những cái đối tượng như này cho nó nhanh. Rồi, em cũng rất mong là được sự đóng góp ủng hộ của các bác. Các bác đã đặt hàng ở bên em thì em cũng rất là nhiệt tình chào đón các bác, em nhiệt tình đóng hàng gửi hàng cho các bác. Các bác tôn trọng em một chút ạ. Các bác cố gắng là nhận hàng giúp em, cho dù các bác bận, các bác đi vắng ở đâu, không ở nhà thì các bác nhờ người nhà, nhờ ai lấy hàng giúp em nhé. Em cũng cảm ơn các bác rất là nhiều. Các bác nhiệt tình với em thì em cũng nhiệt tình với các bác. Nhưng còn những cái hành động của những cái ông như này thì em không bao giờ em, không bao giờ em sẽ chặn số điện thoại luôn. Không bao giờ em nghe máy của những ông này nữa. Không bao giờ nói bất cứ một điều gì của những ông này nữa nhé. Rồi em cảm ơn các bác. Em xin chào và tạm biệt.